chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, trúng số cực đậm, hưởng lộc giàu sang, tiền vàng ồ ạt kéo về liên tiếp, đổi kiếp đại gia. Kênh Minh Đường Tử Vi hoan hỷ kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý khán giả thân mến, lời đầu tiên xin gửi đến quý khán giả những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý khán giả luôn dồi dào sức khỏe, tâm an và mọi điều may mắn sẽ đến với quý khán giả trong tháng này và cả những tháng ngày phía trước. Quý khán giả thân mến, trong hành trình sống của mỗi người, không ai có thể tránh khỏi những lần vấp ngã hay đối diện với thất bại. Điều quan trọng không nằm ở việc chúng ta gặp khó khăn hay không, mà là cái chúng ta phản ứng trước những trở ngại đó. Việc lựa chọn bỏ cuộc hay kiên cường tiếp tục tiến lên phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh, ý chí của từng cá nhân. Thực tế cho thấy, không có thành công nào đạt được mà không trải qua những thất bại. Vì thất bại là mẹ của thành công, mỗi lần thất bại có thể mang đến nỗi buồn, cảm giác thất vọng, thậm chí là đau đớn. Nhất là khi chúng ta đã rất toàn lực nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mình mong muốn. Trên con đường chinh phục ước mơ và đạt được thành công, chúng ta sẽ đương đầu với nhiều khó khăn và vấp ngã. Tuy nhiên, sau khi đứng lên từ những thất bại, chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học quý giá cho bản thân, tích lũy thêm kinh nghiệm sống và hoàn thiện bản thân. Mới đây nhất, thầy Tử Vi tiết lộ rằng, đúng tháng 9 âm lịch tới đây, người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 là con giáp khổ tận cam lai. Trước kia càng khó khăn, vất vả bao nhiêu, thì tháng 9 âm lịch này trở đi lại càng sung túc và giàu có bấy nhiêu. Nếu nắm bắt được thời cơ thì chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành con giáp vừa giàu có lại nhàn hạ trăm bề. Phúc đức đầy tay, tiền bạc đầy nhà mà khổ cực đều tan biến, nhường chỗ cho sự an nhiên, nhiều tiền và viên mãn. Để hiểu rõ vận trình trong tháng 9 âm lịch này diễn biến như thế nào, hãy cùng kênh Lộc khám phá chi tiết vận may từng ngày và những bước cần thực hiện để nắm bắt cơ hội, tránh xa xui xẻo, giúp tuổi Kỷ Mùi tận dụng tốt nhất thời điểm này nhé. Quý anh chị tuổi Kỷ Mùi thân mến, trong nhịp sống hối hả, ta quên mất rằng những khó khăn không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để ta nhìn lại bản thân. Cuộc sống giống như một dòng chảy không ngừng và ta chỉ là những chiếc lá nhỏ bé trôi theo dòng nước, có khi nhẹ nhàng lướt qua, có khi lại mắc kẹt ở một ngã rẽ nào đó. Nhưng dù là ngã rẽ hay thác gần, mọi thứ rồi cũng qua, những nỗi buồn, những vết thương dường như không còn quá đau đớn nữa, mà chúng đã trở thành một phần của ta. Sâu thẳm trong mỗi người đều có một ngọn lửa âm ỉ chờ được thổi bùng lên vào những lúc tưởng chừng như không còn gì. Đó là lòng kiên trì, là niềm tin rằng sau những cơn mưa mặt trời sẽ lại xuất hiện. Con người trong nghịch cảnh càng không được phép chịu đầu hàng. Thế nên đừng lo khi ta cảm thấy lạc lối, đó chỉ là một phần trong hành trình lớn của cuộc đời, nơi mỗi vết thương đều giúp ta trưởng thành hơn. Và mỗi lần đứng dậy sau vấp ngã là một minh chứng cho sự mạnh mẽ của chính mình, như con sói đầu đàn. Ta cần chấp nhận những vết thương để không ngừng vươn lên, vì sau mỗi cơn bão, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và ngày mai luôn có điều gì đó đáng chờ đợi. Khi mọi thứ không ổn, hãy thay đổi kế hoạch chứ đừng thay đổi đích đến. Bạn muốn sống một đời phù hoa, muốn hưởng những thứ người bình thường không được hưởng, vậy thì bạn phải chiến đấu, phải kiên cường và đối diện với những nghịch cảnh mà người thường không cần phải đối diện. Khi mọi thứ không ổn, hãy lập một kế hoạch mới chứ đừng mất đi cái chất của bản thân. Đừng thay đổi bản tâm do sự dần xoay của cuộc đời. Và hãy nhớ, người đời không có nghĩa vụ phải thích bạn, không có nghĩa vụ phải hiểu bạn, phải yêu thương bạn, phải trân trọng bạn, phải giúp đỡ hay ủng hộ bạn. Nhưng mỗi sáng thức dậy, khi nhìn vào gương, bạn nên yêu thương ủng hộ những gì mình đang thấy, vì đấy là người duy nhất sẽ luôn kề cận ở bên nâng đỡ bạn, dìu dắt bạn qua những sóng gió ở đoạn này. Nếu đã muốn một đời rực rỡ, mong bạn hãy yêu thương chính mình, bền chí và kiên tâm. Trời sinh người tuổi Kỷ Mùi có tính phóng khoáng, thích tự do, rất thích hợp với những công việc hay thay đổi, hay vận động. Con giáp này nghiêm túc và chuyên tâm, thêm vào sự thông minh, lanh lợi nên làm việc gì cũng cố gắng hết sức mình, đạt được kết quả đáng mơ ước. Nhờ sự nỗ lực cố gắng không ngừng của mình mà họ sẽ được quý nhân yêu mến, giúp đỡ, từ đó, đại phú đại quý, tiền bạc hưởng thụ cả đời không hết. Kỷ Mùi thích hợp là con giáp làm ăn xa, chỉ cần đi xa tới những thành phố lớn là họ sẽ có cực kỳ nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân, trở thành một nhân vật xuất sắc trong xã hội. Những người tuổi Kỷ Mùi thuộc tiếp rất chăm chỉ, cần cù và luôn đem đến cho người khác cảm giác thật thà, chất phác. Con giáp này làm đến đâu chắc đến đó,
thực tế không giả tạo, nên lúc nào cũng được tin tưởng, giao phó những trọng trách lớn. Khi được giao việc vào tay, họ sẽ nghiêm túc, tỉ mỉ thực hiện đến nơi đến chốn và đem đến một kết quả hài lòng. Bản tính chăm chỉ, không quen với sự nhàn rỗi, lãng phí thời gian, họ sẵn sàng nhận thêm công việc ngoài giờ để cày quất kiếm tiền lo cho tương lai, để đời sống vật chất dư dả, sung túc. Trong suy nghĩ của Kỷ Mùi, chỉ khi bản thân bỏ công sức ra càng nhiều thì mới nhận lại được sự báo đáp càng lớn. Chính vì thế, họ cũng không muốn dựa dẫm nhờ vào ai, họ muốn tự đi trên đôi chân của chính mình. Tuy nhiên, Kỷ Mùi rất nên chú ý, làm việc phải đi đôi với tận hưởng cuộc sống, giữ gìn sức khỏe. Các bạn làm việc bán sức sẽ dễ dẫn đến mệt mỏi và có ngày đổ bệnh, điều này cần hết sức tránh. Quý khán giả thân mến, sau đây là phần dự đoán tổng quan vận trình tử vi tháng 9 âm lịch 2024 cho con giáp tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Xem tổng quan tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi cho thấy, do chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá thái tuế, trong tháng này, Kỷ Mùi đứng trước không ít thách thức mới mẻ. Đòi hỏi bản mệnh phải luôn có bản lĩnh để đối mặt với những khó khăn, nhưng cũng đừng quên đi những thuận lợi mà mình may mắn có được. Về mặt công việc, tháng 9 âm lịch này khởi đầu không mấy suôn sẻ, khi bạn có thể gặp nhiều trục trặc trong việc phối hợp cùng đồng nghiệp và đối tác. Những dự án mới được triển khai trong thời điểm này cũng có nguy cơ gặp phải trở ngại lớn. Do đó, thái độ thận trọng, tỉ mỉ trong từng chi tiết là yếu tố quan trọng để xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển sau này. Kỷ Mùi cần nỗ lực hết mình không chỉ để giải quyết các rắc rối trước mắt, mà còn để chuẩn bị cho những bước tiến dài hạn hơn. Khi đưa ra quyết định, hãy chú ý đến tính toán kỹ lưỡng và luôn nhớ đến mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra từ đầu để không lạc lối. Tình hình tài chính trong tháng 9 âm lịch này cũng không mấy khả quan, có dấu hiệu bấp bênh. Bản mệnh làm việc chăm chỉ nhưng có thể chưa nhận được kết quả tương xứng, đặc biệt với những ai còn đang thiếu tinh thần cố gắng, nguy cơ thu lỗ sẽ càng cao hơn. Đầu tư trong tháng này nên được thực hiện ở quy mô nhỏ với sự thận trọng trong từng bước đi, đối với những người đang có ý định khởi nghiệp. Tháng này không phải là thời điểm lý tưởng, nếu có thể hãy trì hoãn các kế hoạch lớn để có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo và cẩn thận hơn. Về phương diện tình cảm trong tháng 9 âm lịch này, sẽ mang đến một không khí trầm lắng, những lo âu không rõ ràng có thể làm Kỷ Mùi cảm thấy bất an. Chuyện tình cảm với các cặp đôi, những mâu thuẫn nhỏ có thể xuất phát từ sự bất đồng quan điểm, làm tăng thêm căng thẳng trong mối quan hệ. Vì vậy, cả hai cần học cách lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Sức khỏe của Kỷ Mùi cũng là một điểm đáng lưu ý trong tháng 9 âm lịch này. Áp lực từ công việc và cuộc sống có thể gây ra những triệu chứng căng thẳng, mệt mỏi. Để duy trì thể chất tốt, bản mệnh nên cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh đó, việc duy trì lối sống lành mạnh và thăm khám sức khỏe định kỳ là cần thiết để tránh những vấn đề không mong muốn về sức khỏe. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch này, sự xuất hiện của cục diện tương phá đã gây ra không ít xáo trộn, làm đảo lộn những kế hoạch mà Kỷ Mùi đã dạch sẵn từ trước. Những dự định tưởng chừng như sẽ diễn ra thuận lợi này có thể gặp phải khó khăn, trục trặc bất ngờ vào bất kỳ lúc nào. Chính vì vậy, bản mệnh cần phải đề cao sự thận trọng và tỉnh táo, đảm bảo rằng mọi bước đi đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Để giảm thiểu tối đa các sai lầm không đáng có, không chỉ cần sự nhanh nhẹn mà còn phải kiên nhẫn đối diện với những thách thức đang dần xuất hiện trong công việc. Khó khăn thường xuất hiện nhiều nhất vào đầu tháng, khi mà mọi kế hoạch mới khởi động đều phải đối mặt với những trở ngại lớn. Những ai đang bắt tay vào dự án mới sẽ gặp phải sự cản trở, đôi khi là từ những yếu tố mà họ không lường trước được. Đây chính là thời điểm bạn cần phải thể hiện sự kiên cường và bản lĩnh của mình. Bởi không có con đường nào dẫn đến thành công mà chỉ toàn những điều dễ dàng, mọi bước tiến đều cần sự bền bỉ và khéo léo để vượt qua chông gai. Đặc biệt, quá trình làm việc chung với đồng nghiệp hay cộng sự cũng được dự báo sẽ không suôn sẻ. Sự khác biệt trong quan điểm và cách làm việc giữa các bên dễ gây ra nhiều xung đột. Ai cũng có lý lẽ riêng và giữ vững lập trường của mình, dẫn đến việc khó tìm được sự đồng thuận. Tuy nhiên, khi đã tham gia hợp tác, mỗi người cần phải đặt lợi ích chung lên trên hết.
Nếu cả hai bên có thể hạ thấp cái tôi cá nhân và cùng hướng tới mục tiêu chung, thì sự hợp tác sẽ dần đi vào quỹ đạo và mọi thứ sẽ tiến triển thuận lợi hơn. Nhìn chung, sẽ có những thời điểm mà Kỷ Mùi cảm thấy công việc bị đảo lộn, khiến bản mệnh dễ rơi vào trạng thái hoang mang, bế tắc, cảm giác chùng bước hay muốn từ bỏ có thể xuất hiện trong những lúc khó khăn nhất. Nhưng điều quan trọng là không được quên đi những điều may mắn và thuận lợi mà bản mệnh vẫn đang có. Sự kiên trì không đầu hàng trước khó khăn sẽ giúp bạn vượt qua sóng gió và đạt được những thành tựu xứng đáng này. Sự xuất hiện của Nguyệt lệnh lâm đất mộ báo hiệu một giai đoạn có phần trì trệ và chậm chạp đối với người tuổi Kỷ Mùi. Sự đình trệ này không chỉ thể hiện trong tiến độ công việc mà còn ảnh hưởng tới tâm trạng của bản mệnh. Những căng thẳng và áp lực có thể đang làm bạn cảm thấy kiệt sức, thiếu quyết tâm để duy trì sự kiên nhẫn và bền bỉ như ban đầu. Điều này dễ sinh ra tâm lý né tránh, muốn buông xuôi và tìm cách trốn tránh những thử thách đang phải đối mặt. Tuy nhiên, càng tránh né hay thiếu chủ động, những rắc rối mà bạn đang đối mặt sẽ càng tích lũy và trở nên nghiêm trọng hơn. Những lúc áp lực như vậy chính là thời điểm bạn cần phải thể hiện sự kiên cường và mạnh mẽ, nhất là khi bạn cảm thấy mình đang lạc lối hoặc mất định hướng trong công việc và cuộc sống. Hãy hít thở sâu, giữ bình tĩnh và xem xét cẩn thận mọi khía cạnh trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Bằng cách này, bạn có thể đánh giá kỹ lưỡng được lợi hại và ngay cả khi những khó khăn có xuất hiện, chúng cũng sẽ nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Nhờ sự chuẩn bị này, bạn có thể giảm thiểu cảm giác thất vọng hoặc chán nản, giúp tránh việc làm hỏng những kế hoạch đã đề ra, đôi khi để vượt qua khó khăn. Việc thay đổi góc nhìn cũng mang lại lợi ích lớn. Hãy thử nhìn nhận vấn đề từ những khía cạnh khác, bạn sẽ thấy tâm trạng mình nhẹ nhàng hơn và sớm tìm ra phương án tối ưu. Bạn là người thông minh, chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng khôi phục được thế chủ động và dần nắm bắt lại những cơ hội trong tầm tay. Khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, hãy nhớ luôn xem xét kỹ lưỡng và không bao giờ quên mục tiêu cùng kế hoạch đã dạch sẵn từ ban đầu. Nếu có ai đó đưa ra cho bạn một lời khuyên hoặc gợi ý, đừng vội vàng chấp nhận ngay lập tức, hãy dành thời gian để xem xét, phân tích thêm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Mỗi ý kiến đều có giá trị khi nó giúp bạn nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc cạnh mới mẻ hơn. Một khi bạn đã quyết định làm gì, hãy tự tin và vững tin vào sự lựa chọn của mình, tránh để tâm lý lo lắng và bất an chi phối, bởi nó chỉ gây cản trở, tạo thêm áp lực mà không mang lại lợi ích gì. Thay vì cứ mãi suy nghĩ thì tốt hơn hết hãy bắt tay vào hành động một cách dứt khoát và tự tin. Trong tháng 9 âm lịch này, lời khuyên dành cho bạn là không nên khởi đầu những dự án hoặc việc làm mới, bởi cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan đều đang không thuận lợi cho sự thay đổi. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc trau dồi thêm kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho những bước tiến trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch này, tình hình tài chính của người tuổi Kỷ Mùi gặp khá nhiều khó khăn và không được thuận lợi như mong muốn. Dù nguồn thu nhập chính của bạn không có dấu hiệu gia tăng, nhưng ngược lại những khoản chi tiêu lại ngày càng tăng vọt ngoài sự kiểm soát của bạn. Điều này có thể gây ra cảm giác căng thẳng và áp lực, nhất là khi phải đối mặt với những chi phí đột xuất không thể tránh khỏi. Bạn nên hạn chế tham gia vào các giao dịch tài chính hoặc thực hiện chuyển tiền trong giai đoạn này, vì rất có thể gặp phải những sự cố như chuyển khoản nhầm hoặc hệ thống bị trục trặc, dẫn đến tiền của bạn bị giữ lại và không thể giải quyết ngay lập tức. Việc xử lý các tình huống này có thể mất nhiều thời gian và gây ra nhiều phiền phức không cần thiết. Mặc dù thời điểm này tiền bạc phải tiêu nhiều, nhưng may mắn là có những khoản bạn đã dự liệu từ trước, giúp giảm thiểu phần nào những khó khăn. Tuy vậy, bạn vẫn cần cảnh giác và không nên có tư tưởng chủ quan, bởi nguy cơ tài chính bất ổn vẫn còn hiện hữu. Cục diện tương phá trong tháng 9 âm lịch này càng làm gia tăng áp lực khi thị trường cạnh tranh khốc liệt hơn và đối thủ của bạn có thể đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí không ngại dùng chiêu trò để lấn át bạn. Nếu không có sự đổi mới trong cách làm việc và chiến lược kinh doanh, bạn sẽ dễ dàng bị tụt lại phía sau. Trong lĩnh vực đầu tư, bạn cần hết sức cẩn trọng. Một quyết định sai lầm nhỏ có thể gây ra hậu quả lớn và việc sai một ly đi một dặm là hoàn toàn có thể xảy ra. Nguyệt lệnh lâm quan đới giúp bạn có thêm động lực và tham vọng trong việc kiếm tiền, nhưng cũng khiến bạn dễ bị cảm xúc chi phối trong hành động. Điều này có thể làm giảm tính quyết đoán và làm mờ đi khả năng phân tích của bạn. Bạn nên nhớ rằng, để đạt được thành công bền vững thì việc ra quyết định cần phải dựa trên lý trí và sự tính toán cẩn trọng, thay vì bị ảnh hưởng bởi tình cảm cá nhân.
Hãy giữ cho mọi thứ rõ ràng và minh bạch cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Chỉ khi đó bạn mới có thể đạt được sự ổn định và phát triển lâu dài. Vào cuối tháng, các khoản thu chi sẽ còn gia tăng do có nhiều việc lớn phát sinh, khiến bạn phải sử dụng nhiều tiền bạc hơn. Điều này có thể dẫn đến tình trạng tài chính suy giảm đáng kể. Để đảm bảo an toàn tài chính, bạn nên đặt nặng việc tích lũy, coi trọng từng đồng tiền nhỏ, bởi nếu chi tiêu hợp lý, bạn sẽ sớm có của ăn của để. Áp lực về tiền bạc có thể khiến tuổi Kỷ Mùi cảm thấy lo âu, mất ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Những vấn đề về sức khỏe này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, mà còn có thể khiến bạn phải tiêu tốn thêm nhiều tiền bạc để chữa trị. Do đó, bạn cần chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn để tránh những khoản chi không cần thiết. Ngoài ra khi làm việc, bạn cũng phải cẩn trọng trong việc xử lý giấy tờ văn kiện pháp lý. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những rắc rối nghiêm trọng như tranh chấp, xung đột và thậm chí có thể liên quan đến kiện tụng, khiến bạn phải mất tiền bạc để bảo vệ sự yên ổn của bản thân. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 9 âm lịch. Trong tháng, dù có sự hiện diện của thái âm các tinh trợ mệnh, nhưng do ảnh hưởng mạnh mẽ từ tương phá lại khiến cho chuyện tình cảm của người tuổi Kỷ Mùi trở nên bấp bênh và đầy dẫy nỗi buồn. Tình yêu trong cuộc sống của họ thường gặp phải nhiều trắc trở, thậm chí có nguy cơ đổ vỡ vì những áp lực từ nội tâm và ngoại cảnh. Đối với các cặp vợ chồng, tình cảm thường trở nên lạnh nhạt, nguyên nhân chủ yếu là do bản mệnh có xu hướng ưu tiên cho công việc, dẫn đến việc lơ là những khía cạnh quan trọng trong mối quan hệ tình cảm. Dù công việc và sự nghiệp là điều cần thiết để xây dựng tương lai, nhưng gia đình và tình yêu cũng không thể bị xem nhẹ. Việc chưa thể tìm ra sự cân bằng giữa hai yếu tố này thường dẫn đến những cuộc cãi giả, mâu thuẫn không đáng có giữa Kỷ Mùi và bạn đời. Cảm giác thiếu thốn tình cảm và sự chú ý có thể làm gia tăng khoảng cách giữa hai người, khiến cho tình yêu dần phai nhạt. Nếu tình trạng này kéo dài, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng, ảnh hưởng không chỉ đến mối quan hệ giữa vợ chồng, mà còn tác động tiêu cực đến con cái. Những đứa trẻ sống trong môi trường như vậy có thể cảm thấy bất an, thiếu thốn tình yêu thương và sự chăm sóc. Do đó, việc chủ động chấm dứt tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt hiện tại là vô cùng cần thiết. Việc khôi phục lại sự hòa hợp và ấm áp trong gia đình sẽ không chỉ mang lại hạnh phúc cho chính bản thân Kỷ Mùi, mà còn tạo ra một môi trường sống tích cực cho các thành viên còn lại. Đối với những người Kỷ Mùi còn độc thân, họ thường có xu hướng an phận và thỏa mãn với các mối quan hệ hiện tại. Họ tạm gác lại chuyện yêu đương nhưng trong thâm tâm vẫn luôn khao khát một tình yêu chân thành và hạnh phúc thuộc về riêng mình. Dù rằng các mối quan hệ hiện tại không đến nỗi tệ, nhưng để tìm được một người tâm đầu ý hợp, có thể cùng nhau xây dựng một tương lai vững chắc và tiến tới hôn nhân lại là một thử thách không hề dễ dàng. Mong muốn có được một mối quan hệ sâu sắc và bền vững luôn cháy bỏng trong lòng người tuổi Kỷ Mùi, nhưng thực tế lại cho thấy rằng việc tìm kiếm một người phù hợp có thể thấu hiểu và chia sẻ những giá trị sống chung là điều cần phải cân nhắc và nỗ lực rất nhiều. Họ cần phải mở lòng hơn, tìm kiếm những cơ hội mới và không ngừng cải thiện bản thân để có thể thu hút những mối quan hệ tích cực trong tương lai. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 9 âm lịch. Sức khỏe của người tuổi Kỷ Mùi sẽ gặp phải một số vấn đề đáng lưu tâm. Áp lực tâm lý lớn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thể trạng của họ, dẫn đến việc xuất hiện thường xuyên những triệu chứng khó chịu như mệt mỏi, đau đầu và cảm giác căng thẳng. Những yếu tố này không chỉ gây khó khăn trong công việc mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống hàng ngày. Thêm vào đó, nếu tình trạng chán nản và sa sút tinh thần kéo dài, nó có thể phát triển thành chứng trầm cảm, một vấn đề nghiêm trọng không thể xem nhẹ. Cảm giác cô đơn và thiếu sự sẻ chia có thể làm gia tăng cảm giác tuyệt vọng và khủng hoảng. Do đó, Kỷ Mùi nên chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh như bạn bè và gia đình. Việc chia sẻ nỗi lòng và tâm sự sẽ giúp họ cảm thấy được an ủi và dơi bớt gánh nặng trong lòng, đồng thời tạo ra những kết nối tích cực giúp cải thiện tâm trạng. Bên cạnh đó, để bảo vệ sức khỏe tổng thể, Kỷ Mùi cần sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi một cách hợp lý. Việc duy trì thói quen sinh hoạt điều độ bao gồm chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc là rất quan trọng. Khám sức khỏe định kỳ cũng là một yếu tố không thể thiếu, vì điều này giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và có biện pháp can thiệp kịp thời. Thông qua những biện pháp này,
Người tuổi Kỷ Mùi có thể giải quyết những rắc rối nội tâm, từ đó nâng cao không chỉ tâm trạng mà còn cả thể chất và sức đề kháng. Một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần lạc quan sẽ giúp họ vượt qua những thử thách trong công việc và cuộc sống một cách hiệu quả hơn. Việc chăm sóc bản thân không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là cách để họ có thể tiếp tục cống hiến vào sống một cuộc đời đầy ý nghĩa hơn. Cẩm nang dượng vận trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Khẩu quyết: đường tài lộc nhiều thăng trầm, được nhiều mà mất cũng không hề ít. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu xám và màu cam. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình, ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Ngày mùng 5 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Kỷ Mùi có thể nhận được những lời khuyên giúp ích rất nhiều cho việc phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Bạn nên tiếp thu có chọn lọc nhưng chớ nên tỏ thái độ cái gì cũng biết, kẻo làm phật lòng người muốn giúp bạn. Ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này sẽ có những đề nghị hấp dẫn nhưng cũng đầy mạo hiểm và nhiều rủi ro liên quan đến dự án mới hoặc công việc mới. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc chơi nếu rèn luyện những kỹ năng cần thiết. Ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, thái độ làm việc tận tâm và nghiêm túc sẽ mang lại danh tiếng tốt cho bạn. Một số người cũng may mắn lọt vào mắt xanh của cấp trên, gia tăng cơ hội thăng tiến. Ngày 12 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, sự nghiệp của bạn sẽ vô cùng thăng hoa và không chỉ vậy, trong khoảng thời gian này, sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ của bạn cũng được cải thiện đáng kể. Ngày 13 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, sẽ có một số việc mới phát sinh và đòi hỏi bạn cần tập trung để giải quyết vấn đề. Những điều này thường mang ý nghĩa lâu dài, vậy nên bạn cũng cần đầu tư nhiều thời gian hơn để có thể nhận được kết quả như ý. Ngày 16 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, tinh thần khá hăng hái, những suy nghĩ tích cực và lạc quan sẽ giúp bạn đưa ra giải pháp cho những vấn đề còn tồn đọng, công việc được khai thông thế bế tắc một cách ngoạn mục. Ngày 22 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Kỷ Mùi gặt hái được thành công trong sự nghiệp nhờ sự tỉ mỉ, chăm chỉ của bản thân, đi cùng đó là sự xuất hiện của quý nhân, giúp bạn tiến gần hơn với thành công tốt đẹp. Ngày 25 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Kỷ Mùi nhận được nhiều cơ hội để theo đuổi các dự định trong tương lai. Bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh về cả tinh thần lẫn hành động. Ngày 26 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, thích hợp để bản mệnh nhanh chóng thực hiện các kế hoạch mới. Bên cạnh luôn có quý nhân sẵn sàng nhắc nhở và giúp đỡ, nên hãy cứ tự tin bước trên con đường mình đã chọn. Ngày 29 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi đón may mắn đến bất ngờ, bản mệnh thu được nhiều kết quả ngoài mong đợi. Những người mới bắt đầu sự nghiệp hay mới thay đổi môi trường lại càng dễ được quý nhân nâng đỡ. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Tuần này, dưới tác động của cục diện tương phá, nhiều chuyện không như ý sẽ liên tiếp xảy đến với người tuổi Kỷ Mùi. Bản mệnh dễ rơi vào trạng thái thất vọng vì những công việc tưởng chừng đang thuận lợi lại bất ngờ gặp trục trặc. Bên cạnh đó, con giáp này còn cần đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Bản mệnh chớ nên tin người quá dễ dàng, đặc biệt là những người mình không hiểu rõ. Chuyện làm ăn cũng cần suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi hợp tác. Kiếp tài cũng khuyên bản mệnh chớ nên đưa ra những quyết định mù quáng, bốc đồng. Đặc biệt, khi quyết định của bạn nhận lấy nhiều sự phản đối của mọi người, thì bạn lại càng cần phải bình tĩnh để cân nhắc hơn. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Tuần này thiên quan gây rối cho người tuổi Kỷ Mùi, bản mệnh dễ vướng phải khúc mắc với những người có quyền cao chức trọng. Để hạn chế rắc rối có thể xảy ra, bạn cần phải tránh bị kích động có những lời nói và hành động quá khích. Con giáp này là người mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ những điều mà mình cho là đúng. Tuy nhiên, trước khi làm việc gì đó, bạn cũng cần phải xem xét tình huống trước mắt mình là thế nào. Đừng biến mình thành kẻ nông nổi,
gây ấn tượng xấu cho người khác. Tuần này mộc khắc thổ còn khiến cho bản mệnh dễ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc người thân trong nhà. Khoảng cách thế hệ dễ dẫn đến những quan điểm bất đồng. Điều quan trọng là đôi bên cần lắng nghe đối phương một cách chân thành và cởi mở hơn. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Tuần này, do phái chịu tác động của cục diện tự hình, người tuổi Kỷ Mùi trở nên cực kỳ cố chấp. Bản mệnh không muốn lắng nghe lời khuyên của người khác vì bạn cho rằng mình đã hiểu rõ tất cả mọi việc. Ngoài ra, con giáp này cũng sẵn sàng tranh cãi, gây gổ với những ai có ý kiến trái ngược với mình. Đây là lý do khiến người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn, dù bạn có là người đạt được những thành tích xuất sắc trong công việc đi nữa. Chuyện tình cảm trong tuần này, quả sinh thổ, trong gia đình, bạn luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng được yên ấm. Dù đôi khi vẫn có ý kiến bất đồng, song hai người đều có thể bình tĩnh thảo luận nên không khiến cho bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Tử vi tuần thứ 4 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Tuần này, dưới sự phù trợ của tam hợp nên sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi phát triển thuận lợi, bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Đây cũng là một tuần thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra những quyết định đầu tư với mối quan hệ xã giao rộng rãi. Bạn có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, giúp lợi nhuận đổ về túi nhanh chóng, hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội thuộc về mình. Tuy nhiên, trong tuần thổ khắc thủy, cho thấy tình cảm gia đình con giáp này đang có dấu hiệu rạn nứt. Đừng lấy bất cứ lý do nào để biện minh cho việc mình đã lơ là việc chăm sóc gia đình. Dù bận rộn đến mấy, bạn hãy dành thời gian cho những người thân yêu trước khi quá muộn nhé. Quý khán giả thân mến, cảnh giới cao nhất khi làm người là biết mà giả vờ như không biết. Rõ ràng là điều gì mình cũng hiểu, cũng thông minh nhưng lại tỏ ra không biết gì. Đây là người không phô trương, không đặt mình ở vị trí cao hơn người khác, luôn bình dị, gần gũi với mọi người và dễ được mọi người yêu mến. Ngược lại, người luôn muốn thể hiện bản thân, muốn người khác đánh giá cao về mình thường là người ham muốn hư vinh. Thất bại trong chốn quan trường, mất đi chức quyền và tất cả mọi thứ đều chính là cái họa do sự khoe khoang mang lại. Một là không nói cho đã miệng, không bình luận khuyết điểm của người khác. Trong xã hội hiện đại, không ít người gặp phải rắc rối do lời nói không kiểm soát gây nên, hậu quả không mong muốn. Thường thì những người thích thể hiện bản thân, phê bình nhược điểm của người khác, hay nói những lời đồn đoán thị phi sẽ là những người dễ dính vào rắc rối nhất. Họ có thể không có ác ý nhưng do lời nói bị hiểu lầm, lan truyền sai lệch khiến người khác hiểu sai và gây thù oán. Do đó, cẩn trọng trong phát ngôn, suy nghĩ kỹ trước khi nói sẽ giúp tránh được nhiều vấn đề không đáng có. Điều này đặc biệt quan trọng trong cách đối nhân xử thế. Bởi họa từ miệng mà ra, hãy luôn nhắc nhở bản thân giữ lời nói cẩn thận để tránh tạo ra những phiền phức không cần thiết trong cuộc sống. Hai là biết cương biết nhu, lùi một bước để tiến ba bước. Người khôn ngoan không chỉ biết cứng rắn khi cần mà còn linh hoạt, uyển chuyển trong mọi tình huống. Cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình, có những lúc thành công hân hoan, nhưng cũng có khi gặp khó khăn, thất bại. Người thông thái là người biết giữ vững sự bình tĩnh, không kiêu căng khi thắng lợi và không nản trí khi gặp trở ngại. Khả năng kiên nhẫn và bình tĩnh trong thất bại giúp họ chuẩn bị tinh thần để tiếp tục tiến xa hơn. Chỉ khi biết nhẫn nhịn, chịu đựng những thử thách, khó khăn, chúng ta mới có thể lùi một bước để tiến tới những thành công lớn hơn, đạt được những điều mong muốn sau này. Ba là dĩ hòa vi quý, khoan dung độ lượng. Sự rộng lượng và thái độ khoan dung là chìa khóa quan trọng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống. Đôi khi không cần quá khắt khe với người khác mà thay vào đó, hãy nhìn nhận vào những ưu điểm, điều tốt của họ để dễ dàng tha thứ và bỏ qua. Mỗi người bạn là một cơ hội mới, mở ra nhiều con đường và lối thoát trong cuộc đời. Sự khoan dung không chỉ mang lại lợi ích cho người khác mà còn giúp chính mình cảm thấy thanh thản hơn. Khi bạn mở lòng, không chỉ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người mà còn tạo điều kiện để thành công trong công việc và cuộc sống. Hãy bao dung như biển cả, giúp đỡ và tha thứ để tạo dựng một môi trường sống hài hòa, tốt đẹp hơn. 4 là bề ngoài ngu ngốc, nội tâm tin tưởng và tháo giác. Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng cần cố gắng theo đuổi sự hoàn hảo một cách tuyệt đối.
Chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều từ người khác hay quá khắt khe trong việc soi xét từng lỗi nhỏ của họ. Thay vào đó, hãy biết cách sống thoải mái, đôi khi nên bỏ qua những chi tiết vụn vặt. Việc để người khác có cơ hội sửa sai hoặc để lại cho họ một con đường lui sẽ mang lại lợi ích lâu dài. Chính khả năng bỏ qua những điều nhỏ nhặt và không đặt nặng áp lực lên người khác là một biểu hiện của sự khôn ngoan, biết nhìn xa và hiểu rằng không ai là hoàn hảo, sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt hơn, đồng thời thể hiện sự tin tưởng và tháo giác trong ứng xử hàng ngày. 5. Là linh hoạt ứng phó, ung dung, cẩn thận. Câu chuyện kể về một người đàn ông đến thăm chùa và khi bước vào cổng thấp, anh ta không để ý và bị va đầu. Vị hòa thượng đã khuyên anh rằng, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cần biết cúi đầu không chỉ theo nghĩa đen, mà còn theo nghĩa bóng. Trong cách sống và ứng xử tương tự, thái độ đối nhân xử thế cũng cần sự linh hoạt và cẩn thận, biết khi nào nên nhún nhường, thấu hiểu và hạ cái tôi của mình. Đấy không phải là sự yếu đuối mà là dấu hiệu của sự khôn ngoan. Sự linh hoạt trong cách tiếp cận vấn đề giúp bạn tránh được những va chạm không cần thiết, giữ cho mọi thứ nhẹ nhàng và trôi chảy, đồng thời thể hiện sự điềm tĩnh, sâu sắc trong từng hành động. 6. Là thành thạo, hồ đồ, quảng giao kết bạn rộng rãi trong xã hội hiện đại. Việc đối mặt với những điều giả dối, hư thực xen lẫn nhau không phải là chuyện hiếm gặp. Người khôn ngoan không phải là người luôn cố gắng phân định rõ ràng mọi thứ, mà là người biết cách thành thạo, hồ đồ trong những tình huống cần thiết, tạo cho mình một không gian giao tiếp linh hoạt. Họ có khả năng duy trì các mối quan hệ đa dạng, thậm chí có thể kết bạn với nhiều kiểu người khác nhau mà không quá để tâm đến những lời nói khó nghe hay xúc phạm từ đối phương. Thay vì phản ứng mạnh mẽ, họ bình tĩnh và điềm nhiên đối diện với mọi tình huống, thể hiện sự hòa nhã và thấu hiểu, không quá coi trọng hay áp đặt cảm xúc lên mọi sự việc, cũng là cách giúp họ tránh khỏi những xung đột không cần thiết. Bằng cách này, họ duy trì được sự hòa thuận trong giao tiếp và tránh các tranh chấp vô ích, đồng thời mở rộng được mạng lưới bạn bè, đồng nghiệp một cách tự nhiên và khéo léo. 7. Là luôn tỏ ra yếu đuối và hồ đồ trong cuộc sống. Ngay cả những chú ngựa khỏe mạnh đôi khi cũng gặp phải tình trạng mất móng, điều cho thấy rằng không ai có thể hoàn hảo mãi mãi và mọi người đều có thể mắc sai lầm khi thực hiện công việc hay tương tác với người khác. Việc thỉnh thoảng tỏ ra một chút bất cẩn hay không hoàn toàn chín chắn là điều không thể tránh khỏi. Những người thông thái thường không quá chú trọng đến những tiểu tiết hay đặt nặng những thành công và thất bại, mà họ giữ cho tâm hồn mình ở trạng thái bình yên và hòa nhã. Họ hiểu rằng, việc ngã một cách nhẹ nhàng sẽ ít gây tổn thương hơn, trong khi những cú ngã mạnh sẽ để lại nhiều đau đớn. Khi ta quá chú tâm vào một vấn đề nào đó, dễ dàng dẫn đến việc chúng ta cảm thấy tổn thương hơn nếu mọi chuyện không diễn ra như mong muốn. Do đó, việc giữ một thái độ thoải mái, không quá lo lắng hay cầu toàn sẽ giúp ta tránh được những cảm xúc tiêu cực và dễ dàng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. 8. Là luôn sống cởi mở, triết lý, biết đủ sẽ được vui vẻ. Nhân sinh quan của những cá nhân này thể hiện sự cởi mở và lòng biết đủ. Điều này giúp họ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Họ có khả năng thấu hiểu và nhìn nhận mọi vấn đề một cách thông suốt. Vì vậy mà không có gì có thể khiến họ cảm thấy bất ngờ hay lo lắng khi đối diện với những tình huống phát sinh. Họ luôn duy trì một tâm thái bình thản và ung dung trước mọi thứ xung quanh. Điều này giúp họ giữ được sự vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống. Để sống một cách cởi mở và thoải mái, có người cần phải có một trái tim bình tĩnh, không để bản thân bị cuốn vào những toan tính phức tạp hay những suy nghĩ hằn sâu về đúng sai. Họ hiểu rằng, mỉm cười trước sự nở hoa cũng như việc chấp nhận khi hoa tàn lụi là một phần tự nhiên của cuộc sống. Cuộc đời ngắn ngủi và tạm bợ, vậy tại sao chúng ta phải liên tục lo lắng và suy nghĩ không ngừng về nó? Những điều không vui trong cuộc sống, nếu có thể, hãy để chúng trở thành dĩ vãng và cho phép bản thân quên đi những điều tiêu cực. Đừng nên cố chấp vào bất kỳ điều gì, bởi như vậy, cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn và tràn đầy ý nghĩa hơn. Việc biết đủ sẽ giúp bạn cảm nhận được giá trị của hiện tại, mang lại cho bạn sự bình yên và hạnh phúc thực sự. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc
bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.